Và đây là món bao tử nấu tiêu. Ngoài nấu bao tử thì mình có dùng thêm gà, nó rất là ngon. Món này thì các bạn ăn chung với bún hoặc là bánh mì nha. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món bao tử nấu tiêu. Về nguyên liệu ở đây mình sẽ dùng hai cái bao tử heo này là khoảng 1 kg, và mình đã rửa sạch bằng giấm muối. Sau khi rửa sạch bằng giấm muối thì các bạn phải trần sơ qua nước sôi. Và trong nước sôi này thì các bạn nhớ bỏ gừng, hành tím đập dập và cho vào đó nước luộc với một ít giấm để mình vừa khử cái mùi tanh của bao tử, với lại nó sẽ giúp cho cái bao tử nó trắng hơn. Rồi sau khi trần sơ các bạn cũng phải rửa sạch rồi nha. Thì cái bao tử này nếu như mà mình khử mùi hôi không tốt thì nó rất là hôi. Nấu chung với bao tử thì mình sẽ dùng thêm là gà. Ở đây mình dùng một con gà này khoảng 1 kg. Mình nấu chung như vậy nó sẽ giúp cho tạo nước ngọt. Tại vì bản thân cái bao tử nếu như mình nấu bình thường thì nó sẽ không có ra nước ngọt. Cho đó là mình sẽ nấu chung với gà. Ngoài ra thì mình sẽ dùng thêm nước dừa tươi, khoảng 1 lít rưỡi nước dừa tươi, để nấu cho nó sẽ ngon hơn nha. Nếu như không có nước dừa tươi thì các bạn vẫn có thể là dùng nước lọc, nhưng mà nước dừa tươi thì nó sẽ ngon hơn. Mình sẽ dùng thêm là 4 củ khoai tây, một ít nấm hương, các bạn ngâm khoảng 1 tiếng các bạn xả sạch lại, một củ hành tây, 2 củ cà rốt nhỏ. Về cái này thì dùng nhiều ít tùy các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm. Cà rốt thì mình sẽ xắt độ dày khoảng 1 cm nha. Các bạn đừng có xắt nhỏ quá, mỏng quá thì khi mà mình nấu nó rất là dễ bị bể nát ra. Khúc đuôi này thì nó nhỏ nên mình sẽ cắt to to ra một chút. Khoai tây thì mình sẽ dùng cái chấn hình răng cưa để mình cắt cho nó đẹp nha. Mình cũng sẽ cắt cho nó to to như thế này nè. Hành tây thì mình sẽ xắt thành múi cao. Tiếp theo thì mình sẽ đi cắt gà và bao tử, mình cho vào nồi luôn để hồi mình nấu luôn. Cắt miếng nhỏ nhỏ vừa ăn là được. Mình cắt miếng vuông vuông như thế này nè. Gà mình đã cắt ra xong luôn rồi nè các bạn, cắt nhỏ nhỏ ra. Tiếp theo thì mình sẽ ướp gia vị nha. Ở đây thì mình sẽ dùng là tiêu đen để ướp cho món này thì nó sẽ ngon hơn nha. Mình sẽ dùng là 10 gram tiêu, hai loại tiêu này cũng đều là tiêu đen, nhưng mà một loại là mình giã nhuyễn nó ra, còn một loại thì mình sẽ đập dập. Cái này thì mình dùng là 10 gram. 10 gram để mình đong muỗng canh nha. Nó khoảng 2 muỗng canh tiêu lưng lưng. Còn đây mình dùng là 5 gram tiêu đập dập. Thì nó cũng khoảng 1 muỗng canh như thế này. Cái lượng tiêu này mình dùng thì nó không có cay đâu nha, các bạn yên tâm. Nó chỉ tạo cái mùi thơm đặc trưng cho món này thôi. Mình sẽ có là 2 muỗng canh tương ớt. Tương ớt này mình dùng một lượng vừa đủ, nó sẽ không có cay, các bạn yên tâm. Chủ yếu là mình sẽ dùng để tạo màu cho đẹp. 2 muỗng canh tương cà cũng giúp tạo màu đẹp luôn. Dầu hào. Món này thì không thể nào thiếu dầu hào nha. Ở đây mình dùng là 150 g dầu hào. Dầu hào thì các bạn dùng hiệu nào cũng được, mình dùng của Likumki. Để mình sẽ đong 150 g được bao nhiêu muỗng canh nha.
muốn lưng lưng thôi các bạn. Khoảng 6 muỗng canh. Nếu như 6 muỗng canh thì nó hơi vung một chút. 6 đến 7 muỗng canh đều được nha. Mình sẽ cho vào đây nước tương. 2 muỗng canh nước tương. Nước tương thì các bạn dùng loại loãng thôi, mình dùng của Ly Cơm Kỳ. Các bạn dùng của Maggi cũng được. Và món này thì không thể nào là thiếu tỏi phi nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh vung tỏi phi, vừa dầu vừa tỏi luôn, hoặc 2 muỗng canh rưỡi cũng được. Có nó thì nó sẽ rất là thơm các bạn. À, cái món này thì nguyên liệu gia vị ướp chính là tiêu, dầu hào, tỏi phi là các gia vị chính cần phải có. Một muỗng cà phê bột ngọt. 2 muỗng canh đường. Nửa muỗng canh hạt nêm. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên mình ướp nha. Các bạn ướp 15 phút hoặc là nửa tiếng. Nếu như mà ướp lâu hơn thì phải cho vào ngăn mát của tủ lạnh để giữ cho cái phần thịt nó được tươi. Không ướp cũng không sao các bạn, tại hồi mình sẽ nấu. Mình cho ít nước vào, mình nấu kiểu hầm lâu, gia vị nó cũng sẽ rút vào. Ướp thì nó sẽ ngon hơn. Không có thời gian thì mình làm liền luôn cũng được, không sao. Sau khi ướp xong rồi, bây giờ mình sẽ bắt lên bếp nha. Mình để lửa lớn, mình cho nấm hương vào luôn. Mình sẽ xào cho gia vị nó tan ra, thịt gà nó săn lại. Xào cho nó thơm lên. Gà nó săn rồi nè. Hiện tại thì mình vẫn để lửa lớn nha. Mình sẽ cho nước dừa tươi vào. Và mình chỉ cho một ít nước dừa tươi thôi nha các bạn. Mình cho nó xanh sắp như thế này. Mình thêm chút xíu nè. Mình vẫn để lửa lớn. Thì khi mà mình cho một ít như vậy nè, gia vị nó sẽ không có bị pha loãng. Do đó là thịt gà cũng như là bao tử nó kịp ngấm gia vị. Còn nếu như mà mình đổ đồng loạt hết cái nước dừa vào á, thì gia vị nó bị pha loãng, thịt nó ngấm không kịp, nó chưa có thấm đều gia vị. Do đó là tại sao mà mình nói các bạn là có thể là ướp hoặc không ướp cũng được. Nếu như các bạn làm cái cách này thì mình khỏi cần ướp, với lại cái thời gian nấu món này cũng lâu á. Còn nếu như mà nấu món nào mà nó nhanh thì mình cần phải ướp. Mình để lửa lớn cho nó sôi trở lại rồi mình hạ xuống lửa vừa. Rồi mình hầm từ từ. Khi nó sôi nè, hạ xuống lửa vừa nha. Rồi mình nấu từ từ. Các bạn đừng có để lửa lớn quá, nó nhanh cạn nước nữa. Với lại cái món này nó cần thời gian từ từ để nó ngấm gia vị. Nếu như có thời gian thì các bạn để lửa nhỏ rồi các bạn làm công việc khác. Còn không có thời gian thì để lửa vừa là được rồi. Nấu liu riu như thế này. Mình nấu nãy giờ được 1 tiếng rồi nè các bạn. Tùy theo gà nha, nếu như mà gà của các bạn mà nó mềm nhanh á, thì các bạn cần phải mình ướp cái bao tử riêng rồi mình nấu bao tử trước rồi mình mới cho gà sau. Còn như mình cái gà này nó dai nên mình sẽ nấu cùng một lúc với bao tử luôn. Và mình sẽ cho hết nước dừa tươi còn lại vào nha, mình để lửa lớn cho nó sôi trở lại. Mình đã cho vào đây thêm nửa lít nước lọc nữa các bạn, do cái nước nó hơi ít á. Nếu như có nước dừa tươi thì cho thêm nửa lít nước dừa tươi nữa. Và tổng cộng hôm nay mình dùng là khoảng 2 lít nước. Rồi mình sẽ cho cà rốt, khoai tây vào. Các bạn để lửa lớn cho nó sôi trở lại rồi mình hạ xuống lửa vừa, mình nấu từ từ nha. Cho cái phần khoai tây cà rốt nó chín. Mình sẽ nêm thêm gia vị vào đây nha. 2 muỗng canh đường. 1 muỗng canh hạt nêm. Khoai tây mình đã nấu chín rồi nè các bạn. Coi như là món của mình đã xong rồi nha. Các bạn dùng cây xiên que mình xiên và thấy nó mềm là được. Đừng có nấu cho nó rục quá cũng không ngon. Rất là thơm luôn. Như vậy là xong rồi đó. Trước khi tắt bếp thì các bạn cho vào đây hành tây.
Mình để lửa lớn để mình nấu thêm khoảng 30 giây đến 1 phút là chín, là hành tây thì nó nhanh chín lắm. Sau khoảng 1 phút thì mình sẽ tắt bếp nha. Với sức nóng còn lại thì sẽ làm cho hành tây chín. Rất là thơm và ngon luôn. Bây giờ mình sẽ múc ra tô nha. Món này thì các bạn ăn chung với bánh mì hoặc là với bún đều rất là ngon nha. Giờ mình sẽ ăn thử. Nước dùng rất là thơm, rất là ngon các bạn. Thịt gà mềm nè. Mình sẽ ăn thử một miếng bao tử nha. Phần bao tử vừa mềm và giòn, ăn rất là ngon. Mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công với món này nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.